Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chào hết toàn thể huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Giờ này là 7 giờ rưỡi sáng giờ của thủ đô Hoa Kỳ. Hôm nay là thứ năm ngày 10 tháng 10 năm 2019. Quân đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về Kinh Đại Thừa qua cái bộ Kinh Thắng Mang Sư Tử Hống tiếp theo. Đây là kỳ thứ 14. Thưa tất cả quân đệ thì tôi nhớ lời Tổ Quy Sơn dạy cái đoạn kinh rất là hay, đoạn văn kinh là trung ngôn nghịch nhĩ khởi bất minh tâm giả tai, có nghĩa là cái lời thẳng á, gọi là trung ngôn nghịch nhĩ, lời thẳng thì hay trái tai, nhưng mà há chẳng ghi lòng đó sao. Trung ngôn nghịch nhĩ khởi bất minh tâm giả tai là cái lời ngay thì trái tai nhưng mà há chẳng ghi lòng sao. Thiện năng tháo tâm dục đức, hối tích thao danh, quẩn tố tinh thần, quyên hiu chỉ tuyệt. Có nghĩa là phải như vậy, phải nghe những lời trái tai để ghi lòng, để thì mới có thể là rửa được cái lòng, ghi lòng để mà gội rửa cái lòng, gọi là rửa lòng nuôi cái đức, gọi là tiện năng tháo tâm dục đức, hối tích thao danh, ẩn tích mai danh, để mà quẩn tố tinh thần, quyên hiu chỉ tuyệt, là mới chứa nhóm được cái tinh thần để xa lánh cái nơi ồn ào. Nó thật như vậy, cái người tu mà còn ham thích nhiều về cái công danh sự nghiệp tiền tài, thậm chí cả ham thích đồ tôn đệ tử đông đầy, thì thật ra thì cái đường tu nó còn nhiều cái bấp bênh đó. Trừ ra các vị mà coi như là đạo cao đức trọng, mà coi như là đủ cái khả năng khuôn phép, thì coi như người ta đã là gọi là chín mùi cái nhân duyên phước báo rồi, thì người ta có thể làm được. Còn ngày nay có những vị thầy tu trẻ nhưng mà thích đồ tôn đệ tử cho nhiều, chùa cho nhiều, Phật tử cho đông, đệ tử cho lõm khổm lồm khom, coi chừng cái đó là cái nguy hại. Vậy mà tôi cũng như vậy, hồi trước tôi cũng như vậy, tôi cũng thích có đồ chúng, có đệ tử đông đầy, thích này kia, cho nên tôi mới thấy rằng mình nó làm cho mình nhiều cái bận biểu lắm. Bận biểu đây không phải bận biểu về lo nghề ngại cho người ta về cơm ăn áo mặc, về tiền bạc vật chất, mà bận biểu bởi vì dạy dỗ nhắc nhở, rồi nếu mà mình làm tròn được cái trách nhiệm là ông thầy đối với đồ tôn đệ tử đó, thì nó còn kính trọng, nói nó còn nghe. Còn mà nếu thầy trò cá mè một lứa như nhau, giọt mũi ngang mài, thì coi như không ai phục ai, thì vô tình mình làm như vậy để cho nó mai một cái sự tu tập của mình, của đồ tôn đệ tử. Vì vậy mà tổ dạy rất rõ là người tu phải cố gắng mà gọi là tháo tâm dục đức, hãy mở cái lòng ra để mà gội rửa. Bởi vì cái tấm lòng mình xưa nay nó vốn là bổn nhiên thanh tịnh rồi, nó vốn là trong sáng tròn đầy rồi, nhưng mà vì mình để vô tình mình để cho cái màn vô minh nó bị che chắn đi, rồi để cho bụi ngũ dục lục trần nó bị bay nó táp vào đi, cho nên vậy mà mình phải cố gắng gội rửa. Vậy mà người tu hành thì tôi nói cho các huynh đệ đó, cái người có tội cũng như người không có tội, hãy mở rộng ra, rộng cái tấc lòng ra.
cái người nào mà thấy cái tấm lòng mình nó dơ bẩn, nó còn nhiều đầy dẫy những cái tham vọng, dục vọng, dâm vọng, đầy dẫy những cái ngũ dục lục trần, thì mình cố gắng mình tu, tu để sửa mà, tu để mình đoạn trừ, mình ngày một mình thăng tiến, không có chuyện gì mà sợ hãi, không có chuyện gì mà xấu xa cả. Chỉ sợ rằng khi mình bước chân vào con đường tu rồi mình tệ hơn khi mình chưa có tu thôi. Còn chuyện mà tu, mình bước vào con đường tu có nghĩa là mình đồng lòng, mình đồng ý để mình sửa những cái gì mà mình sai trái từ từ không cần cái kiếp này mà từ cái quá khứ xa xưa. Thì bây giờ cứ việc mình tháo tâm dục được. Còn nếu mà như mình tốt lành, mình không có bị những cái trần lao chi phối, mình tốt rồi đó, thì mình cũng mở cái tấm lòng từ bi của mình ra để mình cứu giúp cho bạn bè, cho xã hội, cho người thân mình cũng sao. Chứ đừng có mình tu rồi mình thấy mình tốt rồi cái ai mình cũng thấy xấu xa, rồi mình lên án, rồi mình xa lánh, rồi mình dập dùi người ta đó, thì mình không khác gì người ta, mà thậm chí mình còn gieo cái ác nghiệp nữa cơ. Phàm ở đời có người 100 cái điều lành thì cũng phải có 1-2 cái điều bất chánh, 100 cái điều bất chánh thì cũng phải có 1-2 cái điều lành. Không ai mà trong sạch hoàn toàn, cũng không ai nhơ bẩn hoàn toàn hết. Người ta cuộc đời người ta bị nhơ bẩn là do người ta hoàn cảnh nào đó. Hoàn cảnh nào đó mà đẩy đưa người ta, cho nên người ta có khi đi làm một tên đồ tể, người ta làm một tên cướp núi, người ta làm một con gái đứng đường, người ta làm một cái việc gì xấu xa đó. Thành ra cho nên nhớ Nguyễn Du ông nói câu mà tôi nhớ: đau đớn thai phận đàn bà, lời rằng bạc mệnh cũng là người chung. Cái câu đơn giản mà nó nhiều cái nghĩa cho mình suy nghĩ. Đau đớn thai phận đàn bà, hả, sanh ra cuộc đời này thân phận đàn bà thì đại đa số gọi là lời rằng bạc mệnh. Lời rằng bạc mệnh cũng là người chung, nhưng mà cuối cùng cũng là người chung. Vậy mà tôi mong mỏi rằng cái lời của tổ dạy đó, quý vị nhớ: trung ngôn nghịch nhĩ bất khởi bất minh tâm giả tai. Cái lời ngay thì nghe nó trái tai, nhưng mà có thể giúp cho người ta ghi lòng tạc giả. Cũng như là những lời tôi giảng, tôi biết tôi giảng nghĩa là cũng là ác khẩu đó chứ. Có những bài tôi giảng tôi chửi dữ lắm, tôi biết chứ. Nhưng mà có khi như vậy mà để cho người nghe họ ghi lòng tạc giả. Bởi vì họ nghe như vậy, thành ra tối qua tôi có nói chuyện với một gia đình, một cái người Phật tử ở Vĩnh Long. Thì tôi nghĩ rằng Phật tử Vĩnh Long đó là tôi nghĩ rằng có quen biết với tôi rồi. Tại ngày xưa tôi ở Chợ Lách Cái Mơn thì qua Vĩnh Long đâu bao xa đâu. Tôi cứ nghĩ rằng là nhóm Phật tử ngày xưa. Nhưng mà không có. Người này chỉ tình cờ lên mạng nghe tôi. Thì tội nghiệp lắm. Nói là khi mà con nghe những lời thầy giảng, con thấm thía từng chữ, từng lời. Và con cảm thấy càng yêu đời hơn, vui hơn. Con hồi đó giờ không quy y ai. Không có theo chùa nào mà bây giờ coi như là khi con nghe đạo vậy thì tôi mừng đó chứ. Đó là thật sự tôi mừng. Mừng là cũng có cái duyên để độ những người mà người ta có cái tâm, người ta mở rộng cái tấm lòng học đạo. Cho nên tôi thấy như vậy làm cho tôi mạnh dạn cái tinh thần, thôi thúc cái tinh thần tôi càng vững tâm hơn. Bởi vì trên đời này ta nói hữu duyên thiên lý nan tương ngộ, duyên ai nấy độ mà, phải có duyên mới nói với nhau nghe. Người này ở Vĩnh Long, gia đình gặp những cái hoàn cảnh coi như là cũng bất an bất ổn, nhưng mà nhờ nghe đạo bây giờ người ta cảm thấy cuộc đời người ta nó sung sướng, người ta nó nhẹ nhàng ra, người ta tỏ bài hết tất lòng. Tôi thì các vị quyến hữu cũng quan hỷ là tôi không có thời giờ để mà tiếp xúc riêng. Là tôi chỉ trừ ra những người quá thân quen thì quả chăng tôi lâu lâu rồi tôi hỏi thăm. Còn bây giờ bạn bè, huynh đệ, học trò, đồ tôn, đệ tử quá đông. Nhưng mà cái người nào hữu duyên lắm thì thấy cái lời comment đó, thấy cái lời mà ý kiến nó nghe nó
tôi đọc mà tự nhiên nó có cảm được thì tôi có lời hỏi thăm, han hỏi. Thì người Phật tử này nói, trời ơi, thầy hỏi con mừng quá, con mơ cũng không được, con nghĩ là không bao giờ mà thầy có cái thời giờ mà để hỏi thăm con như vậy. Họ mừng lắm. Và thầy trò nói chuyện ở tại cái chỗ cầu Mỹ Thuận ở Vĩnh Long. Thế thì tôi nói các vị là tôi vui mừng là cứ việc mình nói cái chánh pháp, mình quán tuyên cái lời chân chánh của Phật dạy thì sẽ có cái quyến thuộc Bồ Đề. Chỉ sợ là mình thối lui, mình sụt lùi. Tôi mới nói là bây giờ là ở một số vị thầy trẻ đó là thấy những cái bài giảng của tôi là họ ghét lắm nghe. Thấy những cái bài giảng của tôi là họ Phật tử nào mà kéo những cái bài giảng của tôi về là mít lòng với thầy lắm. Cô này cô nói dạ không sao, đối với con thì con khác. Thành ra đó, cho nên tôi nói cho chư huynh đệ á, cái gì cũng vậy, hãy trung ngôn nghịch nhĩ mà khởi bất minh tâm giả tai. Lời ngay thì nó trái tai, há chẳng ghi lòng tạc giả. Hiệp tập ác giả mà trưởng ác tri kiến, hiểu tịch tạo ác, tức mục giao báo. Nếu mà gần gũi với bạn ác á, thì thêm cái ác tri kiến. Sớm tối gì mình cũng tạo ác. Trước mắt thì mình phải chịu quả báo. Rồi coi như là một hậu trầm luân, nhất thất nhân thân, vạn kiếp bất phục. Nếu như mà mình một mai mà mình mất cái thân người này đó, mà mình đang trầm luân thì muôn kiếp khó gặp lại. Cho nên các Phật tử nhớ, đã mình chấp nhận trên bước đường học đạo, tìm đạo, tu hành thì phải nhớ xa lánh những cái ác. Đừng có gần gũi, gọi là hiệp tập ác giả. Đừng có gần gũi những cái ác. Mà ác đây là cái gì? Cái ác đây là cái ác tri kiến. Cái hành động ác có thể còn thay đổi được, mà cái tư tưởng, cái tri kiến mà sai lầm, nó khó khăn vô cùng. Cái tư tưởng này gọi là cái tri kiến mà tri kiến lập tri á, tức vô minh bổn. Theo lời của kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, tri kiến lập tri tức vô minh bổn, mà tri kiến vô kiến mới tư tức niết bàn. Có những người bạn đạo, có những người đi chùa học đạo về cái tư tưởng, cái tri kiến là lập tri. Mình tự mình thấy mình học như vậy là đủ, là giỏi, để mình đem cái tri kiến đó để mình đi, mình hơn thua, mình lý luận, rồi ai hơn mình thì mình ấm ức, mình không chịu, ai thua mình thì mình khinh khi. Cái đó là tri kiến lập tri tức vô minh bổn. Đó là cái gốc của vô minh, là do bởi mình nhận lầm cái tri kiến. Mà nếu mà trưởng ác tri kiến á, thì coi như thêm cái gần người mà ác tri kiến thì cái ác nó tăng trưởng. Cho nên ráng cố gắng các vị nhớ, một khi mà mình bị trầm luân rồi đó, thì một phen mất thân người muôn kiếp khó được lắm nha. Mình được thân người này là do nhiều đời nhiều kiếp mình có gầy những cái duyên lành, cho nên mình mới được cái thân người này là một điều rất may mắn. Mà trong kinh đó là manh quy phù mộc là cái con rùa mù ngàn năm ở dưới đáy biển, mà một khi nó ngóc đầu lên, nó nhô lên mặt biển mà là may mắn rồi, mà may mắn được rồi mà nó gặp được khúc cây trôi, mà khúc cây bọng, để con rùa đó nằm ở trong cái bọng cây đó mà được giang hồ tứ hải được làm thân người đó, đây là một điều rất may mắn. Chứ nếu huynh đệ thầy trò mình mà làm cái thân con heo bị ta nhốt trong chuồng, làm con trâu bị ta cột ngoài bãi cỏ, ngoài gốc cây, làm con thỏ, con mèo, con này kia nọ, các vị nghĩ sao? Cho nên bây giờ mình nghĩ không có cái hạnh phúc nào hơn, không có sung sướng nào hơn khi mình được làm con người. Dù con người nó có cực khổ cỡ gì đi chăng nữa, dù con người có nghèo, có bị người ta khinh khi bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng mà cũng vẫn còn may mắn hơn các cái loài động vật khác. Vì vậy các vị phải cố gắng trân trọng kiếp sống con người của chúng ta.
Bởi vì nhân nhất thất nhân thân, vạn kiếp bất phục, một khi mất thân người muôn đời khó gặp lại. Các vị nhớ nhớ những cái lời nói câu đó: nội ngoại chư pháp tận tri bất thật, tùng tâm biến khởi tất thị giả danh. Nội ngoại chư pháp là trong ngoài các pháp á đều là không thật hết. Từ tâm mà biến khởi cho nên gọi nó là giả danh. Nội ngoại chư pháp tận tri bất thật, tùng tâm biến khởi tất thị giả danh. Bất dụng tương tâm thấu bạc, đảng tình bất phụ vật, mà vật khởi ngại nhân. Có nghĩa là chẳng cần đem cái tâm nương gá, bị mình biết các pháp nó không thật thì cũng chẳng cần xa lánh, mà cũng chẳng cần nương gá. Nếu mà mình không nương gá vật thì vật đâu có chướng ngại được người, cho nên đảng tình bất phụ vật, mà vật khởi ngại nhân. Tại mình mê hoa cho nên hoa nó mới làm mình đắm đuối, chứ mình không mê hoa thì không có cái gì mình đắm đuối cả, mình không có gì đau khổ cả. Mình mê hoa cho nên mình mới bị cái gai nó đâm. Còn nếu mình nhìn với cái hiện tượng, mình nhìn tới cái hiện lượng của nó vui đùa với gió mây, nó vui đùa với nắng sớm, nó vui đùa với mưa rào, ở chuyện của hoa. Còn đằng này mình lấy cái tay mình rớ vào, mình ngắt, mình hái, mình bẻ, mình làm đủ thứ, cho nên vì vậy mà mới gai nó đâm. Chứ hồi nhỏ là vô chùa là thuộc cái bài mình, cái đoạn những cái quy sơ, cái sách lào vậy đó: nhậm tha pháp tánh châu lưu, mạc đoạn mạc tục, văn thinh kiến sắc, cái thị tầm thìa thường, giá biên na biên mà ứng dụng bất khuyết. Mình hiểu rồi đó, mặc tình cho pháp tánh trùm khắp, chẳng phải đoạn dứt, cũng chẳng phải cần tiếp nối. Nghe tiếng thấy sắc là việc tầm thường, bên này bên kia ứng dụng không thiếu. Như tư hành chỉ thật uổng phí công, thật uổng phi pháp phục, diệt nải thù báo tư ân bạc tế tâm hữu. Sanh sanh nhược năng bất thối, Phật giai quyết định khả kỳ, vãng lai tam giới chỉ tăng xuất một vị tha tất tất. Nếu mà người nào làm được như thế đó thì không uổng công mà mặc pháp phục, có nghĩa là không uổng trên cái chuyện tu hành của mình, mà cũng là cái cơ hội hiểu được vậy rồi thì cũng là cái cơ hội để đền báo bốn ân, cứu giúp ba cõi. Sanh sanh nhược năng bất thối là đời đời không thối chuyển, thì Phật giai quyết định khả kỳ. Nếu mà lòng mình mà không có thối chuyển thì trước sau gì cái chuyện mà cái quả Phật là phải được. Cho nên vãng lai tam giới chư tăng xuất một vị tha tắc tắc, mình làm người khách qua lại trong tam giới, ra vào pháp tắc cho người, chứ có gì đâu mà sợ mà xa lánh, rồi đi tìm đi cầu nguyện để vãng sanh chỗ này, vãng sanh chỗ kia. Đó, mình biết ngay nên đời sống của mình đây nè, mình học đạo cho nó rõ ràng, mình tu hành cho nó có cái quy củ, mình cố gắng làm được những điều gì lợi ích cho mình, cho người, đem cái niềm vui cho mình, cho người, thì coi như là Phật giai quyết định khả kỳ. Rồi mình phải biết rằng là thời gian diệt bất hư khí, mà tất tu dĩ thử phù trì, trú chỉ quy nghi, tiện thị tăng trung pháp khí. Có nghĩa là thời giờ không nên luống bỏ, phải dùng giáo pháp để phò trì. Khởi bất kiến ỷ tùng chi cát, mà thượng tủng thiên tầm, phụ thác thắng phân phương năng quảng ích. Có nghĩa là mình phải thấy rằng mình được cái cơ hội, cái duyên mai, làm cái dầu gì đi chăng nữa mình cũng không khác gì là cái dây cát đằng. Dây cát đằng là gọi là dây mà mỏng manh, cái sợi dây leo đó, dây sắn nương leo được cái cội tùng mà vượt lên cao ngàn trượng. Cho nên nương gá nhân lành thì thù thắng mới có được lợi ích rộng nhiều. Cho nên gọi là khởi bất kiến ỷ tùng chi cả, khởi bất kiến, mình phải nên thấy rằng mình là cái dây sắn nương quấn cội tùng. Thượng tủng thiên tầm là nhờ cái cội tùng mà cái dây biềm, dây sắn nó mới leo lên cao. Muốn leo bao nhiêu đó, leo lên cao ngàn dặm. Cho nên phụ thác thắng nhân phương năng quảng ích,
nương gá cái nhân lành mà mình thù thắng mới được học rộng nghe nhiều vậy. À, bất khả đẳng nhàn quá nhật ngột ngột độ thời, khả tích quan âm bất cầu thăng tiến. Mình à, bây giờ cái đường là đường của tôi với các huynh đệ hiện giờ đang nghe pháp đây á, tôi biết là ai cũng nửa đời người đã lên hết rồi, cho nên mình nhớ là đừng có nên là chờ đợi cái gì nữa hết trơn á. Mình đã hết cái tuổi trẻ rồi, hết cái tuổi đầu xanh rồi, bắt đầu là đại đa số huynh đệ chúng ta là cái tuổi qua râm, tuổi muối tiêu, thậm chí có người là tuổi đầu bạc rồi. Thì mình đừng có lần lựa chờ đợi gì hết trơn á. Mình đừng có ngớ ngẩn, mà mình nhớ là thời giờ nó đã qua một cách nó mau chóng. Cho nên là khả tích quan âm, khả tích quan âm là mình phải tiếc cái bóng chiều, tiếc cái bóng chiều gọi là khả tích quan âm, để mình không có làm cho nó mất cái thời gian luống uổng. Nó cái bài cái đoạn rất là hay. À, bữa nay thì huynh đệ mình tiếp tục vào cái chương thứ tư của kinh Tháng Mang, là gọi là cái chương nhiếp thọ. Cái chương nhiếp thọ, à, cái chương này rất là cần để chư huynh đệ chúng ta học đây. À, nhiếp thọ đây là cái gì? Nhiếp thọ là giữ gìn, là nhiếp quá. Không chẳng những trên bước đường tu á, mình tu cho mình mà mình phải cố gắng giúp cho người. Không phải nói tiếng tu cho người mà mình giúp cho người tu. Chẳng những mình sửa mình cho tốt, mình nhận ra được cái bản tâm chân thật của mình, rồi mình cố gắng mình giúp đỡ cho người để nhận ra cái bản tâm đó, là đó là cái hoài bão của cái tư tưởng của Bồ Tát Nguyện, Bồ Tát Đạo, Bồ Tát Tâm, là nhiếp thọ. Mà nhiếp thọ cái gì? Nhiếp thọ chánh pháp. Tôi xin đọc phần chánh văn. Bấy giờ Tháng Mang bạch Phật rằng: Nay con lại nương theo vai thần của Phật, xin nói về đại nguyện điều phục chân Phật không khác. Phật bảo Tháng Mang: à, cho phép nhà ngươi nói. Tháng Mang phu nhân bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát có các nguyện lớn như số cát sông Hằng. Tất cả nguyện ấy đều ở trong một nguyện, đó là nhiếp thọ chánh pháp. Nhiếp thọ chánh pháp thật là nguyện lớn. Phật khen rằng: hay thay Tháng Mang. Trí tuệ phương tiện của ngươi sâu xa nhiệm màu, do ngươi đã hàng lâu trồng các căn lành mới được như vậy. Đời sau chúng sanh nào có trồng căn lành từ lâu mới hiểu được lời của ngươi. Tôi xin nói trở lại. Bây giờ phu nhân Tháng Mang mới bạch Phật rằng: Con nay lại nương quay thần của Phật, xin nói về đại nguyện điều phục chân Phật không phải. Cái câu này các vị nhớ, dường như tất cả kinh tạng đại thừa các huynh đệ đều có nghe cái câu đó, là sức thần Phật, hay là quay thần Phật, hay là thần lực của Như Lai. Như vậy nếu như một khi tâm chúng ta nghĩ tới cái sự tồn vong của lợi ích chúng sanh, thì buộc lòng chúng ta phải nương sức thần Phật. Sức thần Phật không phải là mình nương một ông Phật nào đó ở bên ngoài, mà mình nương ở chỗ cái lòng rộng mở của mình, lòng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, gọi là sức thần Phật. Cái bản tâm thanh tịnh của mình gọi là sức thần Phật. Vì vốn tất cả chúng ta đều có bản tâm thanh tịnh. Một khi tâm mình nó không có vọng, có nghĩa là không có tham dục, không có dâm dục, không có thực dục. Một khi tâm mình nó không có chi phối bởi trần lao sanh tử, thì lúc đó nó đã trở thành một cái kim cương. Nó trong sáng gọi là quang minh tàng. Thì bây giờ đó mình nương cái chỗ đó gọi là sức thần Phật. Cho nên cái bài mà xưng tán cái gọi là cái đại bi tâm á, xưng tán đại bi tâm là: Kính lại Quan Âm, chú đại bi, sức nguyện rộng sâu, thân tướng đẹp,
Ngàn mắt quang minh khắp chiếu soi, ngàn tay trang nghiêm khắp nâng đỡ, nơi tâm vô vi khởi từ bi, trong thể chân thật tuyên lời mật. Cái chuyện mà con nương lòng đại bi, con nương lòng đại bi, vì cái lòng đại bi cho nên con phải làm việc nhiều, vì vậy mà ngàn mắt, ngàn tay thấy nhiều, làm nhiều. Một khi con người mà có cái lòng đại bi á, là con người không có tính toán, không có hơn thua, không có ích kỷ, mà luôn luôn làm việc gì đó, dù lớn, dù nhỏ, dù nhiều, dù ít, làm lợi ích cho chúng sinh. Để đem cái sự bình an cho chúng sanh, đem sự lợi lạc cho chúng sanh, đem sự giác ngộ cho chúng sanh. Thì như vậy đó, ngàn mắt quang minh khắp chiếu soi, mà ngàn tay trang nghiêm khắp nâng đỡ. Hai tay thôi, hai tay bình thường thôi, hai mắt bình thường thôi, mà nó quá ra ngàn mắt ngàn tay. Còn con người bởi vì không có lòng đại bi, lòng ích kỷ, lòng đê tiện, lòng bảo thủ, lòng luyến ái, lòng dạy khờ, lòng nghi ngờ, cống cao, ngã mạn, cho nên đó, mình bó hai cái tay lại, mình bó con mắt trí tuệ của mình lại, mình bó cái tư tưởng rộng mở của mình lại, mình nhốt đó, mình cho bỏ tù đó. Cho nên ngàn tay ngàn mắt là vậy đó, Quan Âm ngàn tay ngàn mắt là ý nói lên đó, là coi như là cái người đó phải mở rộng lòng đại bi ra, ngàn tay để là làm nhiều, ngàn mắt để thấy nhiều. Thấy cái gì? Thấy nỗi khổ đau cùng cực của chúng sanh trầm luân trong sinh tử, để mà soi cánh quang minh để giúp họ. Cho nên nơi tâm vô vi khởi từ bi, trong thể chân thật tuyên lời mật. Mình nói cái chân thật nhưng mà nó là cái mật ngữ. Mình không có dối gạt phỉnh phờ, mình không có nói cái gì đó mà để làm cho chúng sanh khổ đau, làm cho chúng sanh xa lầy, mà mình phải giúp họ, mình phải tạo cái điều kiện cho họ để họ vươn lên trong cuộc sống, để cho họ nhìn rõ cái sự thật của các bạn. Cho nên cái lòng đại bi là như vậy, chứ không phải đại bi là đi làm cái Quan Âm ngàn tay ngàn con mắt trong cái mỗi cái cánh tay có con mắt. Cái đó là do cái sự tưởng tượng mù quáng, tưởng tượng điên cuồng, tưởng tượng của những người đẻ ra cái trí óc tưởng tượng. Cho nên mình đọc kinh Phật là nó có cái thấm thía, mình hiểu cái kiểu mà vô vi, chứ không phải là đối với đạo Phật không có kiểu hữu vi mà phải súng nhau đè nhau mà đi vận động, đi thỉnh tượng ngàn tay ngàn mắt. Đó là những cái người ngu mà không học Phật, ngu mà không biết được cái chánh pháp, mà đi làm những cái chuyện mà gọi là cho nó hao tiền tốn của bá gia bá tánh. Cho nên ngàn mắt quang minh khắp chiếu soi, ngàn tay trang nghiêm khắp nâng đỡ, nơi tâm vô vi khởi từ bi, trong thể chân thật tuyên lời mật là vậy. Cái bài mà đó xưng tán đại bi hay lắm, tôi nhớ mãi mãi. Cho nên Đức Phật mới nói rằng, Phu Nhân Văn Bản nói, Bạch Thế Tôn, con nay nương theo cái oai thần của Phật mà xin nói về cái đại nguyện điều phục chân thật không khác. Tôi đại nguyện điều phục ở đây, điều phục mình, điều phục người, điều phục cái tâm chúng sanh của mình, điều phục cái tâm của người. Bởi vì cái tâm á, hay là cái ý, hay là cái lòng, như tôi giảng về bữa Phật giáo Đại Cương á, là nó là ba, nó ba cái tên gọi khác nhau nhưng nó chỉ là một. Nhưng mà vì nó thuộc cái vô vi pháp, nó thuộc phi vật thể, cho nên không rờ mó, không nắm bắt, không thấy được cái bộ mặt thật của nó, mà nó ẩn tàng để nó biểu lộ qua cái hành động, cái lời nói, cái sắc diện vân vân, chứ nó không có ẩn ra, nó không có hiển ra được, mình không thấy được cái tâm mình nó sao. Cho nên vì vậy mà đối với Thế Tôn hỏi Ngài A Nan á, tâm ở đâu thì Ngài A Nan tìm mãi không ra, mà nó ở đâu cũng không đúng hết cả. Nhưng mà ở đâu cũng không trúng, nhưng mà ở đâu cũng không phải là trúng, mà cũng không phải là không trúng. Vì tìm nó, hả thấy nó mới vừa phát hiện nó ở chỗ này thì nó đã lặng biết chỗ kia rồi. Cho nên cái tâm nó là vô vi pháp, nó là phi vật thể.
Phật mới cho phép là thắng ma à, ngươi nói đi. Thì Phụ Nhân Tăng Bảo nói bạch Thế Tôn là Bồ Tát có các nguyện lớn như các sông Hằng. Sở dĩ tất cả các kinh tạng đại thừa hay là tiểu thừa đều lấy cái số các sông Hằng hay là cái con sông Hằng ra để làm minh chứng là tại vì muốn nhắc lại cái bổn độ, cái nơi Đức Phật thị hiện sanh ra một con người lịch sử, đó là ở nơi xứ Ấn Độ. Thì xứ Ấn Độ nó có cái dòng sông Hằng, mà cái dòng sông này nó chảy khắp, nó chảy khắp. Thành ra nếu mà ai ở Trung Quốc thì lấy dòng sông Trường Giang, nếu mà ai ở Việt Nam thì lấy dòng sông Mekong, sông Hồng vậy thôi. Thì nhưng mà tại vì con sông Hằng là tiếng dùng từ bấy lâu nay để nói lên cái nó nhiều, mà con sông Hằng nó nhiều cái ý nghĩa lắm. Nhưng mà tôi chỉ nói sơ là cái sông Hằng là con sông nó chảy khắp, cái số cát nó nhiều, cho nên nói rằng cái nguyện lớn của Bồ Tát, các nguyện Bồ Tát có các nguyện lớn như các sông Hằng, nhưng mà tất cả nguyện ấy đều trong một nguyện. Cái lời này nó phù hợp với cái lời của Phổ Hiền Bồ Tát. Bao nhiêu đại nguyện đều dồn một nguyện, một nguyện mà thấu ra suốt đại nguyện. Cho nên cái bài niệm hương cái gì, bài niệm hương của Hằng mình niệm hương là thứ nhất niệm hương phi sắc phi không thị chân thị giả, minh minh bất mũi liễu liễu thường tư, chiêu hồn nhật nguyệt chi qua quang hàm đẳng thái hư chi tu lệ, tức giới tức định tức huệ phi mập phi quả phi yên thâu lai tán tác di trần vì phổ châu xa giới. Có nghĩa là con niệm cái hương này cho cái hương lòng mà nó bay khắp, coi như là nó tán ra khắp đại địa sơn hà. Nhưng mà nếu cần nó thâu lại tắc vi trần, nó nhỏ như cái bụi, nhưng mà cần thì nó rộng ra. Cái tâm của chúng ta là như vậy. Nếu mà cái tâm chúng ta mà đem được cái lòng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, nương theo cái quay thần Phật, sức thần Phật, thì coi như là nó rộng khắp, gọi là tâm địa khai thời qua lãng mạn, chư thiên vũ sứ nhượng phân phương. Một khi mà cái đất tâm mà mở ra rồi đó, cái hoa nó rụng rơi, nó nở khắp, nên vui sưng vui khắp phương trời, chỗ nào cũng vui, nhìn đâu cũng vui. Tôi thực tế, tôi chứng thật lúc này là coi như thí dụ như ngày hôm qua tôi đi hái trái khổ qua, qua nhà hàng xóm xin trái khổ qua, xin ớt, xin rau, xin trái hồng. Tôi đi trên đường tôi thấy những cái hoa dại nó nở mà mình thấy có những cái trời mưa lất phất cái hoa nó nở, nó vui ơi là vui. Nhưng mà hoa sao vui? Mình vui, cho nên mình vui, mình mới thấy cảnh hoa nó vui. Cho nên người vui thì nhìn ở đâu cũng vui, mà người buồn thì nhìn ở đâu cũng buồn. Cho nên tâm địa khai thời qua lãng mạn. Một khi mà mảnh đất tâm mà mở ra rồi thì hoa trời cũng không bằng. Khi mà mảnh đất lòng nó sôi sáng, nó thơ thới, nó tự tại thì nghe bất cứ nhạc gì đi nữa nó cũng bằng lòng, nó cũng thỏa thích. Còn một khi mà cái lòng mình nó đang buồn bực, đang giận dữ, đang hờn ghen, đang ích kỷ, đang dại khờ, đang bảo thủ, đang liếng ái thì coi như cái con người mình nó không phải con người nữa. Nhìn đâu cũng thấy bực bội, nhìn đâu cũng thấy nghi ngờ, nhìn đâu cũng thấy đau khổ, nhìn đâu cũng thấy coi như là kẻ thù. Cho nên tôi thật sự là lúc này là lúc tôi đang trải nghiệm một cách chân thật. Cho nên ngày hôm qua tôi đi vậy mà tôi ra, tôi nhìn thấy cái lá rụng nó cũng đẹp, cái lá mùa thu nó rụng nó cũng đẹp. Bao nhiêu bữa nay, sáng nay trời mưa, vậy mà ngồi nhìn từng giọt mưa nó đẹp ơi là đẹp, nó long lanh. Còn nếu mà có người mà thất tình, mà lục dục, mà nhìn thấy trời mưa nó buồn, nó đau khổ, nó sầu lị, nó tư,
cái gì không biết. Nhưng mà con người mà vui rồi thì trời mưa cũng như trời nắng, trời lạnh cũng như trời 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 nóng, hoa rơi lá rụng, chim kêu dựng hú đều là đẹp hết. Các vị thử, người mà các vị mà thanh thoát, nỗi lòng thanh thoát, nhìn người mình cũng thấy vui, nhìn vật mình cũng thấy vui, nhìn cảnh cũng thấy vui, nhìn bướm ong thấy vui, nhìn chuồn chuồn tới nỗi nghe tiếng ở giặc sành, nghe tới ở ưu nó kêu cà tọt cà tọt cà tọt cà tọt cà tọt cà tọt cà tọt, vậy mà lòng nó vô cùng thanh thản. Còn mà con người buồn rồi một cái, trời ơi trời càng mưa nó càng buồn, con bồ tọt con ánh ương kêu nó não ruột. Cho nên vậy mình biết như vậy để mình cố gắng mình làm sao cho cái tâm trạng mình nó được vui. Để mà vui vui vui, người buồn, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Người vui cho nên cảnh nó vui. Lòng vui cảnh vui. Tâm an cảnh nó an. Mà tâm không có an thì vạn vật nó đảo điên. Thành ra như vậy mà cái chuyện mà vạn vật đảo điên là do lòng người. Cho nên Phật mới khen hay thay, hay thay. Trí tuệ phương tiện của ngươi sâu xa nhiệm màu, do ngươi đã trồng căn lành lâu xa mới được như vậy. Nói đành rằng nói là nói như vậy. Chứ còn bây giờ mà mình sinh ra cuộc trần thế này mà mình được những cái phút giờ, phút vui vậy, giờ phút an ổn vậy là mình phải có cái phước, mình phải có trồng căn lành rồi nghe các vị. Nói thì nghe nó dễ vậy chứ trời ơi, vợ đau con ốm, rồi chồng có bồ nhí, rồi đủ thứ hoàn cảnh sao vui được. Thấy không, cái gì tôi nói, nếu mà cái nghiệp mình mà nó chi phối, mà thế gian người ta nói câu rất là hay, nhà sập bền bờ bìm bìm leo, cái gì nó đến rồi nó đến như sóng trào thác đổ, làm sao mà vui được. Mình mà giữ cho được cái trạng thái bình tĩnh không phải dễ nha. Nhưng mà sở dĩ tại sao đưa phu nhân Thắng Mang ra để làm cái vấn đề mà nói chánh pháp là tại vì các vị biết là phu nhân Thắng Mang có một cái trạng thái đặc biệt. Khi mà bà có lòng tin tưởng nơi Phật Pháp, bà hiểu được cái chánh pháp rồi đó. Cái ngày mà vua Tỳ Lu Ly, ông Tỳ Lu Ly với Thái tử Tỳ Lu Ly mà giết Hữu Xứng, là giết chồng bà, giết con bà. Lúc đó bà đang ở trong kỳ viên tịnh xá để cúng dường Đức Phật. Vậy mà bà rất bằng lòng. Cái lúc đó đó là đòi hỏi con người phải học chánh pháp, hành chánh pháp vững mới được các vị. Chứ còn mà nếu mình không học chánh pháp, không hành chánh pháp vững á, thì có những cái chuyện đó chỉ là cái mãi lông thôi mà mình vượt qua không được nghe các vị. Vượt qua không được. Vì vậy mà tại sao đối với chánh pháp Phật nói hoài, nói mãi, nói thuôn thao, nói không hết, nói ngày, nói đêm, nói để cho quý vị nghe đi, nghe lại chứ thật sự có gì đâu. Tôi nói hoài vậy nghe rất chán muốn chết chứ có gì đâu. Nhưng mà tại sao mình nghe hoài mà mình không có ngộ? Các vị nên nhớ cuộc đời này sinh ra nó có biệt nghiệp, nó có cộng nghiệp. Vì cộng nghiệp cho nên mình mới làm con của gia đình đó. Mình có cái phước giàu có hay là mình nghèo hèn. Sinh ra gặp gia đình đạo đức hay gia đình coi như là tồi bại. Mình đó do cộng nghiệp. Nhưng mà biệt nghiệp á, là mỗi người nó có cái nghiệp riêng. Thí dụ như tại sao có người thì cha mẹ không ra gì mà con cái học hành đỗ đạt, con cái lớn lên được là một con người tốt của xã hội. Còn có người cha mẹ rất đàng hoàng mà sanh ra đứa con nó phá gia chia tử, nó ngỗ nghịch vô nghề, nó phá làng, phá xóm để cho người ta rủa, người ta xả. Rồi cho nên cộng nghiệp có mà biệt nghiệp có. Bởi vì hả, mỗi con người có mặt ở trần đời này, một chúng sanh có mặt ở trần đời này là có cái biệt nghiệp của nó. Biệt nghiệp, cộng nghiệp. Cho nên Phổ Trọng Thắng Mang phải Phật khen là do ngươi trồng sâu căn lành nhiều đời, ngươi mới được như vậy. Ngươi mới phát được cái đại tâm như vậy, ngươi mới hiểu như vậy, ngươi mới thực hành được như vậy. Cho nên đây là phải trồng sâu căn lành. Mà trồng sâu căn lành được nhiều đời rồi mình nhìn giảng pháp một cái tánh như thị của nó, chứ không có chuyện gì mà để cho mình phải lưu luyến, để cho mình phải vui hay là buồn hết.
Vạn pháp nó như vậy, nó theo cái quy trình nó như vậy, tướng nó như vậy, tánh như vậy, thể như vậy, tác như vậy, nhân vậy, duyên vậy, quả vậy, báo như vậy, nó như vậy là nó như vậy. Mình không thể làm gì khác hơn được. Bởi vì vạn pháp nó đều tương tục, gọi là dĩ triển chuyển lực cố, như thị biến. Có điều như vậy nó là như vậy. Vì vậy mà cái điều mà muốn cho vạn pháp nó không cái như vậy thì đòi hỏi tâm con người nó phải như vậy. Tâm con người nó phải đứng yên. Lòng con người nó phải thanh thản. Thì mới làm chủ được các pháp. Cho nên Đức Phật thành tựu vô thượng Bồ Đề, làm chủ được các pháp, không phải là Đức Phật đẻ ra các pháp, Đức Phật tạo ra các pháp, Đức Phật vận hành được các pháp đâu, mà làm chủ các pháp là có nghĩa là Đức Phật tự tại với mọi pháp sanh diệt. Nhân như vậy, duyên vậy, quả vậy, báo như vậy, nó như vậy là như vậy. Thì đối với cái nhìn của Như Lai Thế Tôn, không nắm mà cũng không xả, không thủ mà cũng không đặt, không thủ mà cũng không xả. Duyên nó hợp thì nó đến, duyên nó hết thì nó tự động nó chia ly, nó tan ra. Vậy thôi. Nhân sinh bách tế như sưng mộng, ly hợp ly quan tở hí văn. Người trăm tuổi như giấc mộng ngày xuân. Khi hợp, khi tan nó đều là bức tranh vân cẩu. Mình tự đặt cho nó là bức tranh vân cẩu, chứ có tranh vân cẩu gì đâu. Nó tự đặt cho nó là mây chứ mây gì đâu. Rờ mó nắm bắt được đâu. Xanh vàng đỏ trắng, mình thấy nó xa xa, mình tưởng nó như vậy thôi, chứ còn nó có thật xanh vàng đỏ trắng gì đâu. Nó có mềm, nó có cứng gì đâu. Nó là bay hết cái mây này tới từng mây khác, hoàn toàn không nắm được mây. Thì các pháp nó cũng như mây, mây trên bầu trời vậy. Nó hiện hữu trong một giai đoạn nào đó, rồi gọi là sanh, rồi hết sanh thì gọi là diệt, sanh diệt, diệt sanh. Con người cũng như vậy. Mà do cái căn lành mà trong nhiều đời mới hiểu được chánh pháp và mới nói được chánh pháp. Nhiếp thọ chánh pháp, ngươi nói đây là điều mà quá khứ. Ngươi nói đây nhiếp thọ chánh pháp, ngươi nói đây là điều mà quá khứ, hiện tại và vị lai chư Phật đã nói, đang nói và sẽ nói. Nay ta được vô thượng Bồ Đề cũng thường nói nhiếp thọ chánh pháp như vậy. Ta nói nhiếp thọ chánh pháp có các công đức không bờ bến như thế, thì trí tuệ biển tài của Như Lai cũng không bờ bến như vậy. Vì sao? Vì nhiếp thọ chánh pháp có công đức lớn, có lợi ích lớn. Thăng Mạng phu nhân bạch Phật, con xin nương theo quan lực của Phật diễn nói lại ý nghĩa rộng lớn của việc nhiếp thọ chánh pháp. Phật mới bảo, ngươi hãy nói đi. Phu nhân Thăng Mạng mới bạch Phật, bạch Thế Tôn, ý nghĩa rộng lớn của nhiếp thọ chánh pháp thì vô lượng, vĩ đại, như đạt được tất cả Phật pháp và bao la, như nhiếp thọ 84,000 pháp môn. Cái câu này nè, mà mấy ông thầy mà ăn no rồi không mà cứ đi cãi với nhau. Cãi với nhau, trong đó có nhóm của ông Thích Thông Lạc có, nhóm của ông Giác Nhàn có, nhóm của ông Tịnh Không Pháp Sư có, nhóm của Tiểu Thừa có, nhóm Đại Thừa mà ăn no cãi câu mà nhiếp thọ 84,000 pháp môn. Các vị nên nhớ mấy cái lời này là mấy cái con số gọi là ước tính của Đạo. Tại vì chúng sanh có mặt trên cuộc đời này, gọi là chúng sanh là vì nó trần lao sanh tử, nó phiền não nhiều quá. Nó phiền não không ai giống ai. Nó vô lượng, vô biên cái thứ phiền não. Cho nên vì vậy mà không biết dùng con số nào nó cho đủ, mới cộng trừ nhân chia chơi vậy đó mà. Chơi vậy cho nó mới tán ra, tán tới, cộng lui, chia tới, trừ lui, nhân tới, tính lui thì nó ra 84,000. Thì nói 84,000 trần lao phiền não đó, thì đối với Như Lai Thế Tôn là có cái pháp để trị 84,000 phiền lao trần não đó, mới nói là có 84,000 pháp môn. Chứ thật chất giáo lý Phật không có pháp môn nào của riêng thằng nào, con nào hết á.
tất cả các nước biển đều có một vị là vị mạng, thì tất cả lời Phật dạy đều có một vị là vị giải thoát, chứ không có môn nào, pháp nào hết. Hãy nói pháp môn có nghĩa là cửa pháp, mà cửa pháp thì nó còn gọi là phương tiện, mà phương tiện thì nó làm gì mà có của riêng ai. Phương tiện là chỉ bài, là khuôn phép để cho con người đi ngang cái ngưỡng cửa đó và bước vào cái thế giới rộng lớn của vũ trụ bao la, của chân như, của giải thoát, của giác ngộ. Cho nên đừng có pháp môn nào mà nói hơn pháp môn nào, không có pháp môn nào hơn pháp môn nào. Tất cả là diệu dụng, là thiện xảo của Đức Phật để nhằm cho con người vượt qua cái nỗi khổ đau phiền não, thì gọi nó là pháp. Mà pháp chứ còn thật sự pháp, pháp bổn vô pháp hạ tầng pháp. Nói pháp chứ có gốc gì gọi là pháp đâu. Cái bản tánh của pháp giới này nó tự nhiên như vậy, nó sanh như vậy, nó trụ như vậy, nó dị như vậy, nó diệt như vậy. Con người nó sanh như vậy, nó bệnh như vậy, nó già như vậy, nó chết như vậy. Dạng pháp này nó thành như vậy, nó trụ như vậy, nó hoại như vậy, nó không như vậy. Nhưng mà con người á, nghĩ mình nó ngon lắm, cho nên muốn thay đổi vạn pháp. Vì vậy mà khổ đau, vì khổ đau cho nên Đức Phật phải nói cái pháp để diệt cái khổ đau. Chứ thật chắc có cái khổ đau gì đâu. Tuyệt vời chứ, có pháp gì đâu mà nói pháp pháp bổn vô pháp. Sở dĩ nói pháp môn là cái ngưỡng cửa phương tiện để cho con người diệt trừ cái đau khổ của con người. Diệt trừ đau khổ con người thì con người không ai hoàn cảnh giống ai. Có người thì khổ vì chồng, có người khổ vì con, có người khổ vì mẹ, có người khổ vì cha, có người khổ vì anh, có người khổ vì em, có người khổ vì bạn bè, có người khổ vì bất cứ hoàn cảnh nào. Có người bệnh khổ, có người già khổ, có người vì ái cái bản thân của riêng mình mà khổ. Có người đủ thứ khổ, khổ đủ thứ, khổ tới mức độ mà bảy mấy tám mươi tuổi rồi mà cứ hai ba tháng phải mổ, mổ để bơm cái chỗ này, phải nhét chỗ kia, phải quẹt chỗ nọ. Có người thì khổ vì bị bệnh phải mổ ra, vân vân, đủ thứ việc, khổ nhiều cái hoàn cảnh khổ, khổ trên đời này, khổ vì nghiệp có, khổ vì đủ thứ cái cảnh khổ. Cho nên vì vậy mà nó vô số cái pháp để diệt cái khổ đó, thì gọi là 84.000 pháp môn. Chứ có gì đâu mà mấy ông thầy chùa mình ăn no rỡ không, thì Phật không có nói câu đó. Người thì nói Phật nói câu đó, người nói Phật nói, có nói không nói không thành vấn đề. Mà cốt có dấu lấy đạo Phật, làm sao mà để cho mình biết cái phiền não nào, mình diệt cái phiền não đó đây. Mình biết cái tham vọng nào, mình diệt cái tham vọng đó đây. Mình biết cái gì là nguyên nhân của nhiễm ô, của tù tội, mình đừng có làm cho nhiễm ô tù tội đây. Cái đó gọi là pháp môn. Cho nên tôi nói đừng có ngu si mà ở không rồi ba tánh dưỡng nuôi cho mấy thầy, ở không rồi ăn no rồi cứ ngồi nói pháp này của Phật, pháp kia không phải của Phật. Bất cứ pháp nào mà đưa lại cái sự an lạc cho con người, cho mình, cho người, diệt được cái phiền não khổ đau là pháp, là chánh pháp, là pháp, vậy thôi. Cho nên thời gian mà tôi nghe mà tôi ngước cái lỗ tai tôi ngước cái miệng tôi mà tôi muốn nói là cái đám mà ở Tây Ninh thì nói Phật không có pháp nào hết trơn, Phật chỉ có pháp này. Pháp này tại sao anh biết pháp này? Pháp nào gọi là pháp này? Pháp này là bên tiếng Anh nó dùng là this là pháp này, that là pháp kia, là pháp này là pháp kia. Rồi tiếng Anh nó lại có một câu là what this that what who. Như vậy là ai, cái gì gọi là này, cái gì gọi là kia, cái gì gọi là this, cái gì gọi là that, cái gì à who, ai làm ra, why, what. Cho nên tôi nói cái chuyện mà ngu si mà ngồi đó mà bàn luận cái chuyện mà không công, mà mấy ông thầy ăn no rỗi nghề là không nên làm. Cho nên Đức Phật đã từng nói rồi. Đức Phật nói là ví như có một cái người bị mũi tên nó bắn vào bả vai, thì cái điều tốt hơn là mình, cái người mà khôn á, thì nên giật cái mũi tên ra mà để nặng máu độc ra, mà để mà lấy cái giải mà bó cái vết thương đi, để cho nó đừng có nhiễm độc đi rồi tính sao. Đừng có chơi cái kiểu mà cầm cái vết thương, cái mũi tên nói ai bắn tôi, ai bắn tôi, ai bắn tôi, đi tìm ra thủ phạm là mình đã chết mất đất rồi.
Thật dạy rằng rằng như vậy mà mấy thầy ăn no không để ý, cứ tối ngày cứ kể cái lời mà 84.000 pháp môn đó là không phải Phật nói, Phật nói ra không có, luôn cả cái đám gọi là thiền điên tân diệu gì đó cũng bó tay chấm con. Cho nên tôi nói các vị á, chỉ có cái đám ngu si, cái đám mà gọi là danh lợi nhiều quá cho nên nó không hiểu được cái lời tôi hy sinh, tôi nói như vậy nó không hiểu thôi, chứ còn cái người trí họ nhận ra rồi. Họ nhận ra, họ cảm ơn tôi dữ lắm, là tại vì tôi hy sinh, tôi nói thẳng, nói thật, nói riết mà giống như chữ lộn vậy đó, để mà ra cái ý nghĩa sâu sắc của Phật. Có người ngu nó đâu chịu, bởi vì đụng tới cái danh nó mà, đụng tới cái lợi nó mà, đụng tới nồi cơm nó mà, cho nên nói tới mà đụng tới cái bản ngã của nó đâu có chịu. Vậy mà bên Việt Nam tội nghiệp mấy em nó nói, thấy cái bài mà con share cái bài của thầy về trang con kéo chia sẻ bài thầy về trang con là mấy thầy vô, mấy thầy chửi ngay. Đó là thành phần nào chửi? Đó là thành phần tà kiến, thành phần tà đạo, thành phần mà ẩn dương nương Phật. Chứ còn mà ta tu thiệt á, ta tu thiệt thì nghe mấy lời đó ta đâu có nhầm gì người ta. Nghe mấy lời đó ta tu thiệt á, những cái lời mà không phải á, ta nghe mà cho nó không phải đi nữa, nó cũng gió thoảng mây trôi. Còn cái thứ mà tu giả dối nó sợ lắm, nó sợ chánh pháp lắm, nói chánh pháp nó sợ dữ lắm. Con xin nương theo qua lực của Phật diễn nói lại ý nghĩa rộng lớn của việc nhiếp thọ chánh pháp. Phật bảo ngươi hãy nói đi, Thắng Mang bạch Phật. Ý nghĩa rộng lớn của nhiếp thọ chánh pháp thì vô lượng vĩ đại, như đạt được tất cả Phật pháp và bao la, như nhiếp thọ 84.000 pháp môn. Ví như kiếp mới thành, mây lớn nổi lên khắp nơi, mưa xuống các cơn mưa và màu sắc và nhiều châu báu. Cũng như thế, nhiếp thọ chánh pháp mưa vô lượng phước báo và vô lượng căn lành. Ở đây muốn nói là cái chuyện thành trụ hoại không, gọi là kiếp thành. Khi mà kiếp thành vũ trụ vạn hữu, khi mà nhân duyên cấu tạo cho nó có thế giới loài người, thì hoàn toàn tất cả vạn vật, động vật, thực vật, phi vật thể, khoáng vật đều là một màu thanh tịnh, không có nhiễm ô. Mưa nó trở thành mưa báo, nước nó trở thành nước báo, và tất cả cái gì nó cũng trở thành bảy báo. Còn bây giờ con người mình hiện bây giờ, chúng sanh hiện bây giờ đang ở trong cái kiếp trụ mà qua cái kiếp hoại nè, cho nên mưa bây giờ uống không được. Tôi nhớ mấy chục năm về trước thôi chứ không có đâu xa. Mấy chục năm về trước tại nơi quê nhà của mình, tôi là người sinh ở nhà quê mà, trời ơi, hứng những cái trời mưa, hứng những cái giọt nước mưa đó, nó ngọt làm sao, nó trong sạch làm sao đâu đó. Rồi cái cuộc đời nó văn minh, con người văn minh, nhân loại văn minh, rồi bây giờ nó nào là xe cộ, là bụi bặm, là hóa chất, là độc hại, là khí thải, là tầng ozone. Bây giờ uống nước mưa, bây giờ nó có chất axit, nó có chất khí thải, nó có chất độc hại, uống vô là bệnh ung thư. Chứ hồi xưa tổ tiên mình uống nước mưa ra lấy cái gáo dừa, đi làm về mệt đó, rồi lấy cái gáo dừa múc uống, có thấy bệnh ở đâu. Mà thậm chí hồi xưa có một số thầy người ta tu hành, người ta phương tiện, người ta lấy nước mưa, người ta chú nguyện cho bá tánh uống để hết bệnh nữa cơ. Bây giờ mà mấy thầy mà bày đặt làm cái đó, nó uống nó thổ tả, nó uống nó bức bao tử nó, là mấy thầy ở tù nghe. Nói vậy đừng nghe tôi nói vậy, mới bắt trước đi lấy nước mưa rồi bỏ vô chai rồi ngồi đó mà liền rồi đem đi là vụ khiên thiên hạ nghe. Cái thời xưa là tại vì chư tổ người ta tu hành thanh tịnh, gặp cái thời nó còn thanh tịnh, cái thời của người ta phương tiện, người ta làm bị nước mưa nó trong sạch nghe. Nước mưa bây giờ uống là chết ngay nha. Các vị thấy bây giờ mà mặc cái áo nâu như tôi mà đi ra đường mà gặp trời mưa là coi như cái áo nâu nó lõm đom 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 hết nha. Đó, cho nên bây giờ con người nó càng văn minh, xã hội nó càng tiến bộ, con người nó đầy dẫy những cái tham vọng
những cái sân hận, những cái mưu hại, cho nên bây giờ nó làm cho cái tầng khí ozone càng ngày càng mỏng đi, làm cho cái đại địa này càng ngày băng nó tan đi, nó trở thành ngập lụt, nó trở thành sóng thần, đốn cây đốn cối để trở thành bão tố phong ba không có che chắn được. Các vị thấy do con người. Cho nên thưa Thế Tôn, lại như kiếp mới thành nước lớn tụ động sinh ra 3.000 đại thiên thế giới tạng và 400 ức các châu, cũng như thế nhiếp thọ chánh pháp sinh ra vô lượng thế giới tạng đại thừa, tất cả sức thần thông của Bồ Tát, tất cả niềm an vui an ổn của thế gian, tất cả sự tự tại như ý của thế gian và sự an vui xuất thế gian, cho đến khi kiếp thành, tất cả những gì của trời của người chưa có đều từ đó mà phát sinh cả. Lại như đại địa gánh chở bốn việc lớn. Bốn việc lớn là gì? Là một là biển lớn, hai là núi lớn, ba là cỏ cây, bốn là chúng sanh. Cái tâm mà của Bồ Tát, cái tâm mà giúp thọ chánh pháp, nó giống như đại địa. Đại địa gánh vác bốn việc lớn. Một là biển lớn, hai là núi các núi, ba là cỏ cây, bốn là chúng sanh. Các gì thấy rõ? Đại địa là gì? Mình ví như cái quả địa cầu mình đi. Cái địa cầu mình các vị thấy biết bao nhiêu đại dương mà đại địa này cũng gánh hết. Biết bao nhiêu núi non, đại địa này cũng gánh hết. Biết bao nhiêu cỏ cây, đại địa này cũng gánh hết. Biết bao nhiêu chúng sanh, đại địa này cũng gánh hết. Cho nên cái tâm nhất thọ chánh pháp nó rộng lớn như là đại địa vậy. Nó gánh bốn việc như vậy. Tôi xin nhắc lại, cái đại địa này là cái đất, cái quả địa cầu này, cái hành tinh này, bốn việc phải gánh, mà gánh mà không hề gánh gì hết, mà gọi là gánh vậy thôi. Chứ còn cái quả địa cầu dày, các vị thấy cái quả địa cầu, tiếc đại không quả địa cầu, các vị thấy cái đại dương, đại Tây Dương, Thái Bình Dương là các vị biết Biển Đông nó bao lớn rồi. Vậy mà cái quả địa cầu nó cũng gánh, mà nói gánh chứ có gánh gì đâu. Nhân nó như vậy, duyên nó như vậy, tác nó như vậy, thể nó như vậy, lực nó như vậy, dụng nó như vậy, quả nó như vậy, báo nó như vậy. Nó phải nương qua nương lại như vậy. Nhưng mà tại vì cái đất á, cái phần đất á, nó muốn nói rằng cái sự cứng rắn, nó sự cứng rắn là nó gánh chứ chẳng có gánh gì hết. Nếu đất mà không có nước thì đất cũng chẳng làm gì được. Nếu đất mà không có nước nó trở thành bụi, nó trở thành vi trần. Cho nên tất cả đều là tương quan tương duyên bởi địa, thủy, hỏa, phong. Rồi con người thêm ba thứ là không, kiến và thức. Cho nên đất nó gánh bốn việc lớn. Một là biển lớn, hai là các núi, ba là cỏ cây, bốn là chúng sanh. Chúng sanh nó có thượng cầm, hạ thú. Nó có động vật, nó có thực vật, nó có khoáng vật. Phán vật là trời, trăng, mây, nước. Thực vật là cỏ cây. Động vật là thượng cầm, hạ thú và con người. Cho nên đất cứ gánh hết. Cũng như thế thiện nam tử, thiện nữ nhân kiến lập đại địa có thể gánh vác bốn việc trách nhiệm lớn như đại địa kia. Bốn trách nhiệm lớn là gì? Một là đối với các chúng sanh xa lìa thiện tri thức, không nghe chánh pháp, ta phải làm sao cho họ thành thục. Mình có thể đối với các chúng sanh xa lìa thiện tri thức, không nghe chánh pháp, làm những điều phi pháp, thì ta đem căn lành cõi trời cõi người mà thành thục họ. Hai là đối với kẻ cầu thinh văn thì trao cho pháp thinh văn. Ba là đối với kẻ cầu duyên giác thì trao cho họ pháp duyên giác. Bốn là đối với kẻ cầu đại thừa thì trao pháp cho họ đại thừa. Nhất thọ chánh pháp là như vậy. Thiện nam tử, thiện nữ nhân kiến lập đại địa là có khả năng kham nổi bốn trách nhiệm lớn. Thưa Thế Tôn, bạch Thế Tôn, thiện nam tử, thiện nữ nhân nhiếp thọ chánh pháp như thế là kiến lập đại địa, là kham nổi bốn trách nhiệm lớn. Một là khắp vì chúng sanh, hai là làm người bạn không đợi mời thỉnh, ba là lòng từ bi an ủi thương yêu chúng sanh, bốn là làm người mẹ cho thế gian. Lại như đại địa có bốn châu báu, bốn kho báu ấy là gì? Một là vô giá, hai là thượng giá, ba là trung giá, bốn là hạ giá. Đó là bốn kho báu của đại địa. Cũng như thế thiện nam tử, thiện nữ nhân kiến lập đại địa làm được bốn thứ báo cao tột cho chúng sanh. Bốn thứ ấy là gì? Thiện nam tử, thiện nữ nhân nhiếp thọ chánh pháp. Một là đối với chúng sanh không nghe chánh pháp, làm điều phi pháp thì đem cái căn lành công đức của trời của người mà giáo hóa chúng. Hai là đối với kẻ cầu thinh văn thì trao cho họ pháp thinh văn. Ba là đối với kẻ cầu duyên giác thì trao pháp duyên giác. Bốn là kẻ cầu đại thừa thì trao cho pháp đại thừa. Làm được
của báo to lớn cho chúng sanh như vậy. Này thiện nam tử, thiện nữ nhân, nhiếp thọ chánh pháp mà được công đức kỳ đặc khi hữu này. Bạch Thế Tôn, cái kho báo lớn đó là nhiếp thọ chánh pháp. Thưa các vị, hết giờ rồi, chúng ta dừng tại đây. Nay là thứ năm rồi, vậy là tuần sau, thứ ba tuần sau ta phải gặp lại học tiếp cái kinh này, nó hay quá các vị. Các vị chịu khó nghe từ từ, nghe đi nghe lại. Nghe vụ 44 này nó hay lắm nè. Thôi thì huynh đệ chúng ta nghỉ. Thứ bảy thì chúng ta học giáo lý đại cương. Thì thứ ba, thứ hai thì cũng giáo lý đại cương. Và thứ ba và thứ năm thì mình học kinh Thắng Ma. Cảm ơn các huynh đệ lắng nghe và chia sẻ cho mọi người cùng nghe. Cố gắng cùng nhau gọi là nhiếp thọ chánh pháp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và xin nói là trời bắt đầu vào mùa lạnh. Thì các huynh đệ ở các cái đất nước Hoa Kỳ, Canada cũng như các cái châu Âu thì bắt đầu vào mùa lạnh, thì mấy huynh đệ cũng nên giữ gìn cho nó ấm. Nhất là các Phật tử tuổi lớn thì cố gắng giữ cho nó ấm được cái cổ, cái đầu và cái bàn chân. Thì như vậy thì nó ít bệnh. Và tất cả dường như hết 80% là cái mùa này thì đại đa số chúng ta bị hắt hơi, gọi là đã chuyển trời. Thì các vị cố gắng tối trước khi ngủ lấy một chút dầu nóng xoa vào lòng bàn chân, mang vớ cho nó thoáng, đừng có mang vớ quá chặt, rồi mình ngủ. Cố gắng và cố gắng. Thôi chúc lành các vị.